bật cái đèn lên. Chiều nay em lên bộ lam này trước nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Em chào chị Trần Bảo. Em chào chị Trọng Minh. Bộ này đẹp quá cả nhà ơi. Bộ này vải nó dày chứ nó không có mỏng nha các chị. Hàng này em thấy người ta bán ở đây còn giá là tầm khoảng 200 mấy bộ, 250 mấy chị, 250, 220, 230 vậy đó. Bộ này em có size nha các chị ơi. Bộ này em có size nha. Em chào chị Băng Băng, em chào cả nhà mình. Em chào chị Admin Vĩnh Lộc. Em chào chị Tạ Hồng, em chào cả nhà mình ạ. Bộ em đang mặc là có size L nha cả nhà, nó theo size L, XL và 2XL ạ. Quên. Quên. Giận xuống trước đường. Bộ em đang mặc vải Latin chị, Latin xịn luôn á, đẹp lắm. Vải nó dày nha. Về cả nhà chịu khó, cả nhà ủi ra giúp giùm em một cái nha cả nhà. Tại vì cái hàng mà mình ship vải á, mà mình ship lâu rồi mình buộc nó lại, nó sẽ có cái nếp ship nha. Đó là cả nhà về cả nhà chỉ còn giặt ủi hơi sơ qua cái giúp giùm em là nó sẽ mướt lại. Cái này là dạng ống rộng đó vậy nè. Bộ em đang mặc là size L, em chốt cho cả nhà mình là size này là size L là tầm khoảng 56 57 kg trở lại mặc vừa nha, tùy theo chiều cao. 56 57 kg. Bộ này vải đẹp lắm. Và size L là để em coi coi tầm khoảng bao nhiêu ký nha, size L nó tầm khoảng 62 kg trở lại á các chị. Size L của bộ này nó tầm khoảng 62 kg trở lại cả nhà mặc vừa. Lên giúp giùm em màu này cả nhà, lên giúp giùm em là màu rêu nha. Nè bộ này là tầm khoảng 62 kg cả nhà mặc ok nè nha. Đó, size L em đang mặc là tầm khoảng 56 57 kg và size XL là tầm khoảng 62 kg trở lại cả nhà mặc ok. Rất là đẹp luôn. Lên giúp giùm em là màu rêu. Bộ này em sẽ bán cho cả nhà mình với giá là 130.000. 130 cả nhà nha. Chất rất là đẹp. Không, Latin không phải là phi bóng cô. Hàng phi bóng nó không có đẹp bằng hàng Latin nha. Không phải là phi bóng. Latin là nó cao cấp nhất. Latin là cao cấp nhất. Rồi tới hàng Latin với hàng gấm. Hàng gấm nó cũng tùy loại ha. Nó cũng ngang ngang với nhau. Rồi sau đó là xuống tới satin, rồi lụa, rồi cái gì đó nha. Hàng phi bóng là nó không có đẹp bằng cái hàng này đâu. Phi bóng cái độ bóng của nó nhìn nó có nhiều chị mặc bóng
nó sẽ không có được đẹp. Còn cái này là nó là lụa Latin giúp con nha, nó khác. Rồi chốt giúp dùm em bộ này nha cả nhà. Lên giúp dùm em bộ em đang mặc là mã riêu. Lên giúp dùm em là size L là 57kg trở lại. Và size XL là 62kg trở lại. Còn chị nào chưa cân được size thì lên cân nặng chiều cao giúp em. Em chốt size cho cả nhà mình nha. Bộ này thì mặc rất là đẹp và rất là mát luôn. Sắp tới hè, sắp tới tháng 7 rồi. Nha, sắp tới tháng 7 rồi, các chị mua để dành đi. Bộ này các chị đê mặc rất là đẹp. Bộ này mà các chị lúc mà cần mà mình đi mua á cả nhà, ít nhất cũng phải là 220, 230 một bộ. Nha. Vải của nó rất là đẹp, nó không có bị mỏng đâu nha, cái latin vải nó dày dặn lắm. Rồi, lên giúp em màu riêu. Chốt giúp em màu riêu nha, màu riêu. Latin nó khác nha cô ơi, hàng latin là hàng nó cao cấp rồi, còn hàng phi bóng nó là nó cái vải nó cứng hơn nha. Nó không có đẹp bằng cái này đâu. Cái này mình nhìn vô nó không có bóng lưỡng ở nhà, cái độ bóng của nó rất là đẹp. Rồi lên giúp giùm em là màu riêu nha các chị. Màu riêu, em có size L và size XL. Em ship hết rồi đó chị. Hôm qua là em ship theo mẫu hết rồi đó. Không không, chị đừng bắt theo size. Chị cứ để chung một màu giúp giùm em đi rồi em nhìn. Em lên. Hôm qua em ship theo màu hết á, em để coi màu nó có size gì với size gì á. Chốt em màu riêu có màu trắng chị. Chị A Bình Trần một bộ màu riêu hả chị? Có size 65kg chị Tạ Hồng, size 65kg là size 2XL á chị. Cái màu vàng này em có size 2XL nè. Đẹp xuất sắc luôn á cả nhà. Màu vàng này em có size L, size 2XL và size XL. Em có 3 size màu vàng. Vàng này là vàng đậm nha cả nhà của em nha, vàng đậm. Trời, cái này mặc lên nó trắng đó cả nhà. Bảy mươi ký không có chị Thanh Phạm ơi, không có. Riêu size L em chốt cho chị Phước Bảo, riêu L em chốt cho chị Phạm Hoa. Chị A Bình Trần chốt mã gì lên lại giúp em, không có cần phải lên lại số điện thoại nữa. Chị A Bình Trần, chị đã mua bên em rất là nhiều lần, có số điện thoại rồi, bây giờ chị chỉ lên mã đồ kèm theo cái size giùm em thôi ha. Còn nếu lên số ký thì cho luôn giúp giùm em cái chiều cao. Rồi lên giúp giùm em màu vàng đi cả nhà ơi, màu vàng nha. Latin, latin xịn sò lắm chị Nguyễn Bạch ơi, cái bộ này rất là đẹp nha. 130.000 một bộ cả nhà, 130.000. Bộ này các chị mua bình thường nó tầm khoảng 200 mấy một bộ đó. Rất là đẹp nha. Để hơi có bộ nào còn giá em đọc cho mấy chị nghe, nó còn cái giá ở trên cái bộ đồ á. Vàng size L cho chị Phước Bảo nè chị. Nhìn giùm em đi cái cổ nè. Ôi là trời, em mặc bên như thế này còn hỏi em cái cổ gì nữa. Cổ này kêu bằng cổ gì ai mà biết. Đầu lam người ta mai nè. Đấy chế à. Có trắng, có màu trắng mà dạng như trắng ngà chế đẹp lắm. Chút xíu lên cho. Lên giúp em màu vàng cả nhà ơi, màu vàng. Vải này mặc vô cùng mát luôn, mát rười rượi luôn nha. Vàng size XL em chốt cho chị A Bình Trần. Cả nhà lên màu riêu. Màu riêu nào 1m50, 55kg cho chị Nga. Size L còn không chị? Màu riêu size L còn không? Còn một bộ nhưng mà ở đây chốt hết 2 bộ luôn. 2 bộ riêu size L còn bộ 1X. Không, hai cái màu đó khác nhau nha. 1X, cổ còn size 1X, size L. Size 1X hồi nãy là... Chị A Bình Trần có lấy màu riêu không? Hay là chị lấy màu vàng thôi? Size L là 57kg trở lại giúp em. Bộ em mặc là size 56, 57kg trở lại mặc vừa nè. Size L là XL là 62kg và size 2XL là 65kg trở lại. Ok ha cả nhà mình nha. Rồi bộ riêu 60kg là riêu XL. Em chốt cho chị Ngọc Mai. Ok là em hết riêu nè. Chị Nguyễn Thị Nga ơi, cái bộ của chị em hết size của chị rồi nha. Chị mặc size L mà em hết size L rồi. Bộ này chị mặc không vừa chị Nguyễn Bạch. Size XL chị. Size L là 56, 57kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi. Màu vàng này em có 3 size nha. Vàng này là các chị lên giúp giùm em là vàng đậm. Ở ngoài nó là màu đậm nha. Cái màu này cái chị mặc rất là đẹp luôn nè. Nó trắng da lắm. Em lên trên like là thường những cái màu này nó sẽ hơi chói nha cả nhà. Nhưng mà ở ngoài thì cái màu của nó bình thường nha. Dạ, 130.000 bộ chị.
còn bộ màu real XL cho chị Ngọc Mai là hết nè chị. Rồi để em lên màu trắng cho cả nhà nha. Màu trắng em có 2 size à. 3 size luôn hả chị? Rồi màu trắng thì em có 3 size luôn. Riêu 65kg em không có. Riêu này em có 1X. Ủa ơi màu trắng cả nhà ơi. Riêu em hết rồi. Màu trắng này em có size 1X, 2X và 3X. Chừa lại cho em bộ màu trắng thôi chứ. Đẹp quá à. Đúng rồi 1X. Đúng rồi size L. 130.000 một bộ chị. Đẹp quá à. Màu trắng nha các chị ơi, em có size 1X là 56, 57kg tùy chiều cao nha. Nên là chị nào chưa có chắc ăn thì lên giúp giùm em là cân nặng và chiều cao em canh size. Em có size XL và size 2XL luôn, rất là đẹp. Lấy bộ màu trắng này đi, đẹp quá. Trắng này là trắng ngà, các chị trắng sữa. Không phải là trắng tinh nha. Màu riêu của chị Phước Bảo xả ra đi chị. Em không có size 3X, 1X, L. Lên giúp em là 1X, GX, L và 2X, L. Cả nhà nghe kỹ em đọc nha. Giải này không có co giãn nha cả nhà. Size L là 56, 57kg. Size XL là 62kg trở lại. Và size 2XL là 65kg trở lại. Ok không? Em chỉ chốt 65kg trở lại thôi nha. Riêu L cho chị Ngọc Hảo Ngọc. Chị Nguyễn Bạch mặc bình thường đồ thun size số 5 là bộ này chị mặc không vừa đâu chứ. Lên giúp em mã trắng cả nhà nha. Trắng size L cho chị Ngọc Hảo Ngọc. Trắng 2XL em chốt cho chị Hạnh Nguyễn. Trắng không có 3XL. Trắng L hết chị Phước Bảo ơi. Trắng XL hai bộ đúng không chị? Trắng XL cho chị A Bình Trần là em hết. Rồi em còn được một bộ size 2XL cả nhà. Có một bộ chốt rồi chị. Em còn một bộ màu trắng size 2XL cả nhà chốt giúp em nha. Size 2XL là size tầm khoảng 60 đến 65kg đó. Cả nhà chốt đi hết 1X thì mình lên 2X nha. Rồi. Trắng size 2XL em chốt cho chị Vân Trần. Rồi là em hết cả nhà. Em hết nha. Trắng 2XL em hết. Chị không vừa cho hả chị Nguyễn Bạch hả? Hết trơn rồi chứ ơi. Hết trơn rồi chế Nguyễn Bạch. Dạ size L. 1X được mấy bộ? 2 bộ là em chốt hết 2 bộ rồi. Ừ, đúng rồi. Có chị A Bình Trần. Ngọc Hảo Ngọc là size L hả? Thì bộ em mặc nè, đúng không? Rồi cái này size 2X là còn một size bộ X. Nãy giờ có thứ hai, có thứ hai. Chị Ngọc Hảo Ngọc là size L. Rồi. Chị A Bình Trần với chị Mai Quỳnh. Chưa có chị Mai Quỳnh. Trắng XL cho chị Mai Quỳnh. Rồi là em hết mã trắng cả nhà. Em hết mã trắng nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu đỏ, đỏ mận, đỏ đô á cả nhà ơi. Đỏ mận, đỏ đô giúp em nha. Đỏ này là đỏ sậm, không phải là đỏ tươi nha cả nhà. Em cũng có size L, 56, 57kg trở lại. Size XL là 62kg và size 2XL là 65kg. Lên giúp em mã này là mã đỏ. Chốt em mã đỏ, cả nhà ơi, mã đỏ. Hết trắng rồi cả nhà ơi, hết trắng rồi, lên giúp em mã đỏ đi ạ. Đỏ này nó là đỏ đô nha cả nhà ơi. Đỏ đô á, rất là sang luôn. Xuất sắc cả nhà ơi, đẹp chốt đi ạ. chốt đơn cả nhà ơi, đỏ đi cả nhà. Đa số mua về cho chứ mà không hớp hả? Chị Nguyễn Bạch, đỏ L cho chị Phạm Hoa, 130.000 một bộ nha cô Báo Ngô ơi, nó là Latin đó chị. Cái chất này nó là Latin nha, Latin là nó xịn hơn hàng satin nó không có mướt vậy. Thường á là em hay thấy mọi người gọi satin với latin á, nhưng mà thường á là theo em biết nha, không biết là em có biết nhầm hay không, nhưng mà latin thường là những cái chất vải này nó là latin nha.
Còn satin đó là cái khác nữa. Còn người nào mà chuyên về vải thì em không biết, không biết sao nữa. Thường em gọi cái này là latin không à. Rất là đẹp nha cả nhà, lên giúp em đỏ đi cả nhà ơi, rất là đẹp. Đỏ đô size L em chốt cho chị Nữ An. Mã đỏ 65kg cho cô Mai Phạm. Cô Mai Phạm mặc vừa không cô Mai Phạm? Vải này nó không có co giãn nha cái chị. Với lại là phơm này mình cũng mặc rộng rộng tí xíu á, mặc nó không có ôm. Hàng đẹp trực tiếp, thấy mua mặc không hết. Em cảm ơn chị Ngọc Hảo Ngọc. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Chị nào mặc size 4 ở bên em thì hãy chốt size 2XL nha cả nhà ơi. Còn mặc lên size 5 rồi này kia là cân nhắc kỹ giúp em coi mặc vừa không nha. Rồi lên giúp giùm em mã đỏ đô cả nhà ơi. Đỏ đô cho em bộ màu hồng đi chị. Màu hồng em có một, em có size L, XL và 2XL luôn, chốt em màu hồng. Bộ này các chị nên chốt đi, đẹp dữ lắm. Bộ này các chị mặc rất là đẹp. Mặc sen nữa. Sen mà đẹp cả nhà ơi, bộ này đẹp á. Trăm ba chục ngàn cả nhà. Rồi lên giúp em màu hồng nha cả nhà ơi. Chốt em mã hồng mà. Hồng kèm size giúp em cả nhà. Size L 56, 57 kg trở lại ha. Size XL là 62 và size 2XL là 65 kg trở lại. Chốt em màu hồng. Màu hồng này cũng đẹp nữa nha các chị. Hồng này không phải hồng bánh bèo đâu nha. Hồng này là hồng quý phái nha. Không phải hồng bánh bèo đâu. Rồi chốt em màu hồng ạ. Rồi em có màu xanh đen cho các chị luôn. Xanh đen em có bộ L, XL và 2XL luôn cả nhà. Xanh đen nha cả nhà. Chốt em mã xanh đen. Hồng 2XL em chốt cho chị Nguyễn Bạch. Chị bao nhiêu ký chị Nguyễn Mỹ ơi? Bây giờ chị lên cân nặng chiều cao của chị đi chị. Hỏi em cái size nhỏ nhất, em không biết cái size nhỏ nhất là bao nhiêu hết trơn á chứ. Giờ lên cân nặng chiều cao đi em coi mặc được thì em tư vấn cho chị. Chốt em mã xanh đen cả nhà, xanh đen. Tháo ra giúp em bộ xanh đen nữa chị. Chị thấy này khác nhau không? Ừ. Khác nhau đúng không? Cái bộ L nó khác rồi mấy chị ơi. Cái này nó giống nè. Ừ, giống màu đúng rồi. Hồng size XL em chốt cho chị Lê Hằng. Xanh đen 62kg chị cao bao nhiêu vậy chị ta bà ha ơi? Xanh đen 58kg là size XL. Hồng size 2XL. Hồng size XL cho chị Lê Hằng á chị, đúng rồi. Xanh đen size XL còn không chị? Bộ chị mới lấy cho em đó là size XL. Rồi xanh đen size XL em chốt cho chị Hồng Triệu. Chị ta bà ha lên giúp em cái chiều cao nha. Xả cái bộ riêu của chị Ngọc Mai ra đi bác. Cái bộ nó đẹp chết luôn, nãy giờ bị cái gì á mấy chị, một chị xả là hai ba chị xả hay hơi, em để lại em mặc hết luôn, hơi để lại mặc hết luôn. Cái bộ đẹp chết luôn, cái màu bốn tám ký em 1m58, 48kg này chị Nguyễn Mỹ, chị coi chị mặc giống em đó, gọng gọng giống em vậy đó, chị mặc được không? Được thì em chốt cho. Xanh đen size 2XL cho cô Báo Ngô. Mới nhận đồ rồi đẹp xỉu luôn. Em cảm ơn chị Kim Thế Phan rất là nhiều.
1m61 mà 62kg. Rồi một bộ màu xanh đen size XL em chốt cho chị ta bà ha. Ok chị ta bà ha. Rồi em còn được một bộ size 2X nữa các chị. Xã của cô Mai Phạm nghe giùm chị luôn đi bác. Màu đỏ đó em. Chị Trần Ngọc Lợi bộ xanh em hết size XL cho chị rồi. Chị cho giúp giùm em cái chiều cao của chị luôn nha. Lên số ký lên luôn giúp em chiều cao đi mấy chị. Chị Trần Ngọc Lợi em chốt cho chị một bộ đỏ với lại là bộ xanh đen, chị cho em giúp giùm em cái chiều cao đi để em biết em lấy size cho chị nha. 60kg cao 1m55 trở lên thì em lấy cho chị size XL nha chị. Xanh đen em hết size XL, em còn được size 2XL hả? 2XL thì chị mặc thoải mái. Bộ này bị lỗi rồi chị, chị nốt vô giùm em là áo khác quần. Riêu 65kg, không riêu là em xả ra size XL, chị Nguyễn Bạch là size L. Ủa XL chứ. Size XL là size 62kg á chị, 62kg trở lại á. Chị Nguyễn Mỹ ơi, màu xanh đen em hết size của chị rồi, em hết size L rồi chị. Chị chốt hàng thì cho giúp giùm em luôn số điện thoại ha. Rồi màu xanh, cả nhà lên giúp giùm em màu này là màu xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được size L, em có size L, XL và 2XL, chốt em màu xanh ngọc cả nhà. Xanh riêu á chị. Ủa quên, màu xanh đen á, mà hết xanh đen rồi. Xanh riêu thì em còn nha cả nhà ơi, xanh đen thì em hết nha. Chị Trần Ngọc Lợi em chốt được cho chị một bộ đỏ trước size XL. Rồi bây giờ chị muốn lấy cái size cái màu xanh đó là em chỉ còn được xanh riêu thôi. Xanh riêu với xanh ngọc em lên nè. Chị lấy xanh nào thì lên giúp em nha. Không có size 75kg chị. Rồi lên giúp em bộ này cả nhà ơi, màu xanh ngọc. Xanh ngọc em có size L 56-57kg. XL 62kg và size 2XL là 65kg. Lên giúp em màu xanh ngọc, rất là đẹp. Rồi chốt giúp giùm em bộ này cả nhà, quá đẹp cái màu này luôn. Lên giúp em màu xanh ngọc nha, màu xanh ngọc. Dạ, đúng rồi. Xanh ngọc size 2XL em chốt cho chị Nguyễn Bạch là em hết. 2X chứ, chọc 2X kìa. Là hết luôn rồi đó. Bên em không có miễn ship nha chị Thu Hồng ơi. Chốt cho chị Thu Hồng một bộ mã đỏ với một bộ xanh đen size XL. Xanh đen em hết size XL rồi, em còn 2XL, chị có lấy không? Nếu như mà chị tròn người lớn tuổi thì lên size 2XL giùm em. Mặc cho nó thoải mái. Còn nếu như mà chị nhỏ người, chị gọn người á thì chị chốt giúp giùm em là size 1X. 62kg, 1m55 đó là chị vừa mí luôn đó chị. Nếu mà chị thích mặc rộng rãi ha. Tại vì cái form này cái chị mặc rộng tí xíu nó cũng đẹp, chứ không có cần phải mặc ôm. Lớn tuổi thì mình lên giúp em nha chị. Hoặc có ngực, hoặc là có mông tí xíu thì lên size giùm em. Lên size 2XL, còn không em chốt cho chị 1X. Xanh ngọc size XL cho chị Thanh Mai. Xanh ngọc size 2X em hết. Hồng size XL em chốt cho chị Trần Ngọc Lợi. Xanh ngọc size XL em chốt cho chị Mai Quỳnh. Màu vàng em còn chị, không có size 70kg chứ ơi. Ngọc 2XL em hết rồi nha chị. Chị Trần Thị Thu Hồng trả lời giúp em nha chị ơi. Cái tạng người của chị thì sao để em biết em canh size nha. Sao chị? Rồi xanh ngọc em còn được size L với lại là size XL cả nhà ơi. Rồi cả nhà chốt giúp em nha.
Màu xanh bơ, xanh bơ em có L với XL hả cả nhà? Chốt em màu xanh bơ. Size 2XL, hiện tại bây giờ là em còn màu vàng, màu hồng, màu xanh đen với màu đỏ đô. Chốt em màu xanh bơ nha cả nhà ơi. Xanh bơ em còn, em có size L với XL thôi ạ. Xanh ngọc size L em chốt cho chị Lê Hồng Ngọc. Ngọc L em chốt cho chị Ngọc Hảo Ngọc. Không có được cô Mai ơi, con đã trả lời cô rồi đó. Đồ ton cô mặc ở bên con mà cô mặc size số 4, số 5 cô còn mặc không được đó. Sao cô mặc cái đồ này cô mặc vừa, không có vừa nha. Chị Trần Thị Thu Hồng em không có thấy chị trả lời ha. Rồi hỏi chị đơn của chị Trần Thị Thu Hồng gút bill cho chị luôn đi bé. Có lấy chưa? Có lấy gút bill luôn đi. Chốt em màu xanh bơ đi cả nhà. Đơn của chị Trần Thị Thu Hồng là em không có nhận đơn nha. Em hỏi nãy giờ không thấy chị trả lời, em không biết đường để em tư vấn. Một bơ size L cho chị Nguyễn Mỹ. Một bơ size L em chốt cho chị Nguyễn Mỹ. Quần ngố em đang mặc không có bán chị. Đơn của chị đó sao để đó vậy chị? À dạ. Đồ này em sợ chật thôi chứ không có sợ rộng xấu đâu mấy chị, em nói thật luôn á. Đồ này sợ rộng, ủa anh sợ chật mặc không được thôi chứ không có sợ rộng bị xấu nha. 56 57 kg mà em có 48 kg em mặc như thế này nè, cái chị nhìn nó có xấu dữ không? Tại đồ này không phải là form ôm nha, nên là cái chị coi giúp em coi là mình mặc vừa hay không, để thà nó rộng một tí xíu nó không sao, rộng nó không có xấu mà chật là mặc không có được. Đó. Rồi vậy chị lấy một bộ màu xanh ngọc size XL thôi em. Của chị gì đó, chị Thu Hồng á. Có chưa? Hồi nãy chị có bấm bill đó. Em coi ba bộ xanh ngọc đó có chỉ chưa? Rồi vậy em chốt cho chị Thu Hồng ha. Ok, size L một bộ. Ủa, quên XL. Đồ này cái chị mặc cái chị đi chùa cái chị còn đứng lên ngồi xuống để mình quỳ mình lại nữa, lên váy gọng gọng tí xíu đi mấy chị cho nó thoải mái nha. Màu trắng em hết rồi chị Hồng Triệu. Màu trắng em hết trơn rồi chết. Màu em đang mặc là màu xanh bơ, 130 ngàn một bộ cả nhà ơi. Xanh bơ em có size L là 56, 57 kg trở lại. Và size XL là 62 kg trở lại ha. Chị nào có mông có ngực một tí xíu thì có thể là lên size giúp dùm em tí xíu, mình mặc cho nó thoải mái nha. Chất vải không có co giãn nha cả nhà. Nó là chất vải Latin giúp em không có co giãn nha. Rồi lên giúp dùm em bộ này màu hồng da cả nhà, size 62 kg trở lại nè. Chốt em màu hồng da. Hồi nãy cái kia là hồng hồng nó đậm hơn nha, mã hồng không à, còn cái này cái chị lên giúp dùm em là hồng da. Size XL nè cả nhà. Size 62 kg trở lại mặc vừa. Chốt em màu hồng da, có một bộ một à. Úi, màu riêu còn XL nữa nè chị. Đây em đang mặc màu hồng da nè cả nhà ơi, size 62 kg trở lại mặc vừa nha. Tầm khoảng 57 kg đến 62 kg mặc vừa size XL. Chị Pháp Ngô em thấy chị bình luận có một mã đồ mà hết trơn rồi nên em không có đọc tên nha. Chị Ngọc Tiền chốt mẫu đó là mẫu gì chứ ơi, 55 kg là sao ạ? 55 kg thì mặc size L đó chứ. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu hồng da đi cả nhà ơi. Màu này sáng nghe lên nó hơi chói tí xíu. Hồng da rất là đẹp luôn. Bộ này. Màu này lên cháy hàng.
Nè bộ này chị chừa cho cô Út con bộ đi. Chùa. Màu lam cả nhà ơi, màu lam em có size L. Và size 2XL. 50kg là mà size L đó chị. Cái chị ở trong đây em sẽ có một cái màu này ha. Thôi lên phân ra đi, để về mấy chị thắc mắc nữa mất công đó. Rồi màu lam em có size L và size 2XL cả nhà. Màu lam em có size L và size 2XL cả nhà chốt giúp em ạ. Màu lam size L là 56-57kg trở lại. Size XL là 62kg và size 2XL là 65kg. Rồi cả nhà chốt em màu này, màu lam. Em có hai bộ size L và một bộ size XL. Ủa quên, là một bộ size 2XL. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Chốt em màu này màu lam ạ. Màu lam size XL em chốt cho chị Hồng Triệu là. Ủa anh không có XL chị Hồng Triệu ơi, không có size của chị. Chị Hồng Triệu kèm cái size phía sau giúp em luôn nha, size XL để em bấm bill xong á, rồi vài bữa lên đòi hàng nó. Ủa sao chị được bấm bill nè. Em nhắc cái chị ở trên live luôn, em lỡ bấm bill nó đã báo qua tin nhắn rồi nhưng mà không có hàng. Là em báo với cái chị ở trên live luôn nhưng mà xuống live vẫn bị đòi hàng. Nhớ kỹ giúp em nha, cuộc đơn của chị Hồng Triệu bộ màu lam không có. Màu lam size L em chốt cho chị Nguyễn Mỹ. Cô Báo Ngô một bộ size 2XL, rồi chị Trần Hiền một bộ size L là em hết. Hết màu lam cả nhà. Cái chị chốt hàng nhớ kèm cái size giúp giùm em nha cả nhà ơi. Màu bơ mình còn size XL không chị? Rồi màu bơ size XL em chốt cho chị Duyên Lê. Hồng da em có size XL chứ không có size L. Chị Ngọc Tiền không có size 70kg chứ ơi. Màu lam em hết rồi cả nhà. Chị Thanh Trà Võ em chừa cho chị một bộ màu lam size XL rồi nha. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em là màu xám. Màu xám là cái màu nó đậm hơn cái màu lam. Em còn một bộ size 2XL và em có một bộ size L. Các chị lên thì kèm luôn cái size ở phía sau giúp giùm em. Còn chị nào không có size thì em bỏ qua luôn. Em chốt cho cái chị nào ở phía sau có size nha. Cho nó nhanh nha mấy chị ơi. Cứ lướt tới lướt lui hoài. Mấy chị cái size nào mấy chị vui lòng mà mình mặc cái size nào nhớ giùm em đi. Rồi chốt giúp em kèm cái size luôn nha. Rồi size L lên giúp em màu này màu xám đậm. Màu xám đậm em có một bộ size L 56-57kg và một bộ size 2XL là 65kg trở lại. Rồi cả nhà chốt giúp giùm em bộ này. Chị Mỹ đủ hai bộ rồi đó chị. Chị Thu Hồng lấy màu xanh là màu xanh gì? Size XL bây giờ là em còn xanh rêu với xanh bơ. Chị lấy xanh gì? Chị lấy xanh gì chị ơi? Rồi lên giúp em bộ này cả nhà màu xám. Màu xám em còn một bộ size L 56-57kg và một bộ màu. Ủa một bộ size 2XL 65kg trở lại. Chị chốt qua màu xám này giúp giùm em đi chị Hồng Triệu ơi, cái màu lam em hết rồi chị. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà ơi. Chốt nhanh rất là đẹp luôn. Lên giúp em màu này màu xám. Màu xám cả nhà. Màu lam em hết rồi cả nhà ơi. Màu xám này nó đậm hơn màu lam một tông cả nhà nha. Rồi màu xanh lá. Xanh lá này em có hai bộ size 2XL. Ok, em chốt cho chị Hồng Triệu bộ màu xám luôn nha chị ơi, màu xám nha. Size L chị, của chị Hồng Triệu là size L.
Em 1m58 48kg đó chị Diễm Trinh ơi, chị coi chị thấy em mặc cái size L là vậy đó, chị mặc được không thì chị chốt nha. Xám đậm size 2XL ok, em chốt cho chị ta bà ha. Nếu mà size L là không có nha chị Thanh Trà Võ ơi, nếu không thì em xả ra ha. Nếu không em xả cái bộ size XL ra, tại vì giờ lỡ chừa XL rồi không có thì bây giờ em, nếu mà chị lấy size L á là em sẽ chốt cho chị cái màu xám đậm size L. Em đổi qua cho chị em đổi qua cho chị gì mới chốt chị? Chị Triệu, chị Hồng Triệu là size XL màu lam. Rồi ok, vậy đổi qua ha. Rồi cuối cùng là chị Hồng Triệu vẫn là cái bộ size XL nha chế. Vẫn là bộ này là size XL ha, màu lam, còn chừa đó chơi cố đi chị, chừa bộ L đó đi chị. Em không có thấy chị trả lời cái bộ màu xanh ngọc. Chị Trần Thu Hồng nha, không có thấy trả lời, em hỏi hoài em không có thấy. 130.000 một bộ. Hồng da size XL cho chị Ngọc Tuyền. Các chị lên kèm size giúp em nha cả nhà ơi, lên kèm size giúp em, không có size là em không có chốt nha. Màu xanh lá này em có hai bộ size 2XL là 65kg trở lại mặt dừa. Cả nhà chốt em bộ này nha cả nhà ơi. Đầu lam chất Latin giúp em 130.000 bộ. Rồi cả nhà chốt em bộ này nha, đẹp xuất sắc luôn. Xanh lá này cả nhà, xanh lá này là con lá đậm á, bộ này đẹp quá. Bộ này mà các chị ủi cái nó thẳng ra cái chỗ mặt nó sang cực kỳ luôn các chị, mà nó mát nữa. Nó cái màu xanh nó giống cái màu xanh nãy đó chị. Nó tươi hơn á chỗ mà cái bộ lộn á. Này nó có mấy bộ vậy? Hai bộ này là 2X. Rồi rồi, ok. Chốt giúp giùm em màu này là màu xanh than cả nhà. Lên giúp giùm em màu này là màu xanh than nha, xanh lá size 2XL em chốt cho chị Thùy Lâm. Màu xanh than em có một bộ size L, một bộ size XL và hai bộ size 2XL. Cả nhà chốt giúp em màu này màu xanh than. Cái kia là xanh đen nha, cái này là xanh than giúp em, rất là đẹp luôn. Không có size M chị. Em có 48kg, em 1m58 mà em còn mặc size L được mấy chị. Cái đồ này đâu có cần mặc ôm đâu, mặc rộng rộng nó vẫn đẹp mà. Mặc ôm quỳ lại không có được, đứng không đó, đứng xá không đó. Không có lại. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh than cả nhà ơi. Màu xanh than tại vì chất vải nó không có co giãn mấy chị. Mấy chị đừng có mặc ôm quá. Mặc thoải mái tí xíu, mấy cái đồ này mặc thoải mái đâu có sợ xấu đâu. Mặc rộng rộng tí xíu không có sợ bị xấu. Chỉ sợ mặc chật mặc không được thôi à. Lên giúp em màu xanh than nha cả nhà, màu xanh than. Lên giúp em màu xanh than nha, đẹp quá. Em có size L, XL và 2XL. Size L là 56-57kg, XL là 62kg và 2XL là 65kg. Rồi, màu đen. Ở phía trước này nó sẽ là phối gấm hay vải gì á cả nhà. Phối gấm hay vải gì á, rất là đẹp nha. Xanh lá size 2XL em chốt cho chị Thảo Trương. Chị Thảo Trương khách mới lên cân nặng chiều cao, kèm theo số điện thoại giúp em đi chị. Lên cân nặng chiều cao chất này Latin giúp em nha, mấy chế đẹp nha, mấy chế đẹp mà khách mới nè, lưu ý giúp em nha. Để gửi tới bắt đầu kiểm tra hàng cái chơi giải mỏng giải dày nữa nha. Chất Latin giúp em, Latin rất là xịn. Bộ này người ta bán 200 mấy một bộ đó. Hôm nay là hàng sale em bán cho mấy chị là 130.000. Được có 100 bộ à cả nhà. Bộ này em về được 100 bộ à. Lên giúp em màu đen đủ size không chị?
Màu đen em có size L, size XL và 2XL, có một bộ size 2XL một thôi cả nhà. 70kg mặc bộ này không được nha chị. Rồi lên giúp em màu đen đi các chị. Màu đen ạ. À. Lên cái này nhìn sang quá ha. Đẹp. Chị Hạnh Nguyễn, một bộ size đen 2XL là em hết. Rồi em còn size 130.000 một bộ nha cả nhà. Size L là 56-57kg trở lại. Size XL là 62kg trở lại. Rồi cả nhà lên giúp giùm em màu này là màu đen. Đen em còn size L với lại là XL. Rồi em hết màu nha cả nhà. Em hết màu nha. Em 1m58, em 48kg đó cả nhà ơi. Em mặc nó, em là đồ mà lam á là em thích mặc rộng rộng vậy nè. Mấy chị 56, 57kg thì cái chị mặc vừa hơn em nha. Rồi lên giúp em màu đen nha cả nhà. Đen 2XL em hết ạ. À. Chị Nguyễn Lan, khách mới lên cân nặng chiều cao giúp em nha chị ơi. Chị Nguyễn Mỹ nhớ lên hàng kèm theo cái size giúp giùm em nha chị. Đồ thun hoặc đồ có size mà 1, 2, 3, 4, 5 thì chị mặc size số 1. Còn bộ này chị mặc size L thì chị nhớ kèm cái size ở phía sau giúp giùm em. Đen 65kg em hết rồi chị Thành, chị Thanh Thành nha. Rồi em hết nha các chị. Size 2XL là em còn được màu xanh đen. Em còn được màu xanh đen, em còn được màu xanh lá, em còn được màu vàng với em còn được màu đỏ đô. Với em còn được màu hồng nha. Với màu xanh than cả nhà. Rồi còn được nhiêu đó đó. Rồi tiếp tục. Từ từ cháu nó sẽ nhừ mấy chế ơi. Chứ không lẽ bộ nào cũng lấy thì nó kỳ quá chứ. Nó đẹp á. Được nha chị Hạnh Trần ơi. Được chị cứ kêu qua nhờ người qua lấy đi chị, em đem xuống liền cho chị nha. Đen XL. Đen XL chị để riêng nha, chị đưa xuống cho bé Thủy giùm em đi chị qua chị lấy liền. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu cà phê sữa. Em có bộ này size 55 56kg trở lại mặc vừa các chị. 55 56kg trở lại mặc vừa, em có hai bộ size L. Chốt em màu cà phê sữa nha. Xanh than size L còn không chị? Xanh than size L em hết mà em còn xanh đen chứ ơi. Ủa, còn đen chứ. Xanh em còn xanh bơ à. Màu xanh em chỉ còn xanh bơ hả chị. Rồi màu cà phê sữa giúp em cái chị. Ê, cái quần này nó không có túi. Quần kia có túi, quần này không có túi. Hả? Đen size L còn. Đen size L còn em. Rồi cái bộ màu cà phê sữa này cả nhà ơi. Bộ màu cà phê sữa này á, là size 55kg trở lại nha. Cái form này nó gọn hơn nè. Bộ màu cà phê sữa này size 55kg, cao 1m55 trở lên là cái chị mặc vừa. Chị nào hơi thấp người thì 53kg trở lại. Lên giúp em màu cà phê sữa nha. Em có hai bộ size L 55kg trở lại mặc vừa. 60kg thì mặc size XL giùm em nha chị Ngân Bùi. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Ở bên em gọi điện chốt đơn trực tiếp nha chị. Rồi mấy bạn nhà em đọc màu đọc size lại cho mình nha. Mình kiểm tra. Đen 49kg còn. Chị Lan Nguyễn. Đen 49kg còn nha chị. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi. Bộ này màu cà phê sữa, size 55kg trở lại mặc vừa. Chốt em màu cà phê sữa, em có hai bộ. 130.000 một bộ, cả nhà chốt giúp em. Ok, cây bấm em bỏ nó đâu ta. Hai bộ này đẹp chứ gì.
Em có một bộ này nha cả nhà ơi. Bộ này cà phê sữa size L em chốt cho chị Thanh Trà. Bộ đen size L em chốt cho chị Bưởi Anh. Trời, cái tên gì mà nghe gì mà nói gì vậy? Trời, em đọc ra là Bưởi Anh là em đọc né rồi đó nha chế. Không có dấu nha. Nít này nít thiệt hay nít ảo vậy? Cái tên gì thấy ghê vậy? Cái nít không có thấy cái avatar, không có thấy cái hình. Nít ảo hay là nít thiệt vậy chứ ơi? Để cái nít gì mà tên mà nghe mà đọc ngại cũng chết vậy. Bé nó đang bắt đầu đi chùa. Chị Thanh Trà giỏi là cút đó. Chị Ngân Bùi, chị Ngân Bùi lấy màu cà phê sữa size L hả? Chị Ngân Bùi 55kg trở lại đúng không? Rồi, bộ này size L là 55-56kg trở lại nè cả nhà. Và size 2XL là size 65kg trở lại nè. Ok, đúng rồi em, trời ơi chế ơi. Chế lấy cái tên khác đi chế, cái tên chế tên gì, chế để vô đi cho nó đẹp. Để cái avatar chế lên. Ai chị? Ai? Đúng rồi, chị Hạnh Trần là ghé lấy đó chị. Dạ. Ủa là sao? Uh-huh. Chị Ngân Bùi ơi, chị Ngân Bùi cho em cân nặng chiều cao. Hoặc là chị lên thì lên kèm cái size giúp em. Chứ chị lên màu cà phê sữa không, em không biết chị mặc size nào. Chị Lan Nguyễn chốt cho chị đi em. Chị Lan Nguyễn chốt gì vậy chị? Ok, đen 49kg là đen L. Em chốt cho chị Lan Nguyễn. Sáu mươi ký em đâu có màu cà phê sữa, chị Ngân Bùi em đọc cho mình rồi đó. Size 55kg trở lại. Trời, cái màu này nó đẹp cả nhà ơi, cái màu này nó rất là sang luôn nè. 54kg là cũng mấy N luôn nha. Dạ. Bộ này em có size 56-57kg với lại là bộ này là size 65kg. Cả nhà lên giúp giùm em mà này là màu da. Màu này là màu da giúp em hoặc là màu sang cũng được, cái màu này rất là đẹp. Chị tên gì vậy chị Bưởi Anh? Con bé nó không chấp nhận cái tên. Ê, mấy bạn chốt đơn nhà em, mấy bạn không biết kêu chị bằng cái gì đó. Cà phê sữa size L 55kg trở lại. Chị Phụng Nguyễn. Ok thôi chị Phụng Nguyễn ơi, 55kg trở lại nha chị Phụng Nguyễn. 130.000 chị. Rồi em chốt cà phê sữa size L. Chị Phụng Nguyễn lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị đẹp. Lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị. Ý, cái bộ em đang mặc màu đẹp lắm, sao cái chị không chốt? Màu da 65kg nè, ok chị Thảo Trương, đẹp lắm luôn. Rồi còn bộ này em lấy tiếp ạ. À. Bộ này em lấy mấy chị ơi, đẹp quá không? Màu đẹp. Gì vậy? Xe ba hả? Còn được một bộ luôn á. Chị tạo ra sản phẩm này luôn. Chị thử em đó. Màu da cho chị Giếng Lương nè, chị Giếng Lương mà không chốt là em lấy. Da cho chị Giếng Lương em hết rồi, chị Ngọc Hảo Ngọc ơi, hết trơn rồi. Ủa chị Thảo Trương ơi, chị Thảo Trương lên giúp giùm em cân nặng chiều cao và kèm theo số điện thoại chị. Chị Thảo Trương nãy giờ chưa có số điện thoại. Chị Thảo Trương lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha chị. Kèm theo số điện thoại giùm em. Cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại.
Hả? Ừ. Màu da em hết rồi chị Bưởi Anh ơi, em hết rồi. Ok chị Phụng Nguyễn nha. Chị nào mà mông to hay gì nhớ nói em nha mấy chị, em chỉ sợ mấy chị mặc chật cái quần thôi nha. Mặc quần, mặc dù quần của nó là quần ống rộng. Rồi cái này quần ống nhỏ nè cả nhà ơi, cái này là quần ống nhỏ rồi. Đó, cái này chị nào không thích quần ống rộng, thích mặc quần ống nhỏ nhỏ vậy thì cái chị chốt. Bộ màu da em hết rồi chị. Rồi cái này phối với áo bông giúp em nha cả nhà. Rồi bộ này form nó gọn hơn nè cả nhà ơi. Size L là 50kg trở lại thôi ạ. Size L này là 50kg trở lại thôi nha. Để em coi size XL là bao nhiêu, size 2X là bao nhiêu ký. Bộ em mặc là 50-52kg trở lại thôi cả nhà. Rồi size 2XL này là em chốt cho cả nhà mình là size 63kg trở lại ha. Em trừ hao xuống. Lên giúp em mã này là mã bông. Lên giúp em mã này là mã bông biển. Bông biển, bông biển nha chị. Dập ly em còn chứ ơi, dập ly em còn nhiều lắm chị Lê Hồng Ngọc. Nhưng mà tại vì em đã like cho cái chị hai like rồi nên là em không có like lại đó. Bông biển, bông biển chị. Bông biển em có được một bộ size L nha cả nhà. Size L là 52kg trở lại và size 2XL là 62-63kg trở lại giúp em. 62-63kg trở lại. Cả nhà lên giúp giùm em mã này là mã bông biển. Đó, chị nào không thích mặc quần ống rộng thì chốt bộ này. Chốt em bộ này nha. Lên giúp giùm em bộ bông biển. Này em có hai bộ size XL. Năm mươi bảy, năm tám ký trở lại mặt dừa. Năm bảy, năm tám ký trở lại mặt dừa. Cả nhà lên giúp giùm em mã này là mã bông trắng. Chốt em mã này mã bông trắng cả nhà. Năm bảy năm tám ký trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã bông trắng. Chốt em mã bông trắng nha, bông trắng. Solen 170 là hôm bữa còn bao nhiêu màu là em đọc màu cho chị hết rồi đó chị Nguyễn Bạch. Lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi, em đọc cho mình hết rồi đó chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này cả nhà ơi, lên giúp em bộ này là mã bông trắng nha, chốt em mã bông trắng. Giải đã quá. Bông trắng size 57 58 kg trở lại mặt dừa, chốt em mã bông trắng nha. Rồi cái này em có size L, XL và 2XL. Lên giúp em mã này là mã lập thể. Chốt em bộ này là bộ lập thể nha cả nhà. CL 50kg trở lại. XL là tầm khoảng 50, 55, 56kg nha.
Rồi size 2XL là tầm khoảng 62-63kg trở lại. Chốt em mã này là mã lập thể cả nha, lập thể. Chốt em. Bộ này mặc gọn quá ha. Ừ. Rồi lên giúp em bộ này, 130.000 một bộ chị, bông biển. Bông biển chị Hồ Nhơn. 54kg mà cao 1m52, bông biển em không có size L rồi chứ. Ủa không có size XL, em xin lỗi, không có size XL, em có size 2XL. Chị 1m52 mà 54kg, nếu mà chị thích mặc gọn gãi thoải mái thì vừa. Chị thích mặc gọn gãi thoải mái tí xíu, chị có lớn tuổi, chị thích gọn gãi thoải mái tí xíu thì ok, chốt 2XL nha chị, tại cái form này nó cũng gọn à. Còn không chị chốt mã lập thể này đi. Giống luôn đó chị. Lập thể này em có size XL cho chị nào là chị mặc vừa đó. Này có đường ca tài tử gì đâu nữa vậy chị. Chợ có hồi nào dịp báo tuổi hả? Rồi cái này em có size L với size 2XL luôn. Lập thể 2XL em chốt cho chị Lê Thị Bé. Chị Hồ Nhơn ơi, cái bộ lập thể đó chị chốt size XL là chị mặc được đó. Chị chốt thì lên giúp giùm em là lập thể XL ạ. Lập thể 2XL em chốt cho chị Lê Hằng. Bộ này em có size L nè cả nhà. Size L là 50-52kg trở lại và size 2XL là 62kg trở lại ha. 62-63kg trở lại cả nhà mặc vừa. 130.000 một bộ. Đen mà đi dưới đỏ rất là đẹp luôn. Chị Hồ Nhơn chốt thì lên giúp giùm em là lập thể XL nha chị. Chị mặc XL giúp giùm em cái form này. Có một bộ 2XL hả chị? Chị Lê Hằng là chốt bộ gì? Ủa vậy hả? Rồi vậy là chị Lê Hằng không có lập thể 2XL nha chị Lê Hằng ơi. Em có một bộ một hả? Chị Lê Hằng không có bộ lập thể nha. Lập thể XL cho chị Hồ Nhơn là em có. Chị chốt qua mã này lên giúp giùm em là mã... Lên giúp giùm em cái này là mã gì đây ta? Đó này có rồi, chị đó đô này có rồi. Mã đen hả? Đen có rồi luôn. Lên giúp giùm em mã này là mã số 10 đi cả nhà. Số 9 đi, có số 9 sẵn rồi, lên số 9 đi mấy chị. Vậy đi. Có số 9 rồi, lên số 9 sẵn luôn đi mấy chị ơi. Số 9 em có size L ha, 51-52kg trở lại mặc dừa. Và size 2XL là 62-63kg trở lại. Lên giúp giùm em mã số 9. Bộ em mặc đẹp nè cả nhà, sang lắm. Chốt em mã số 9 nha, mã số 9. Số 9 em có L và 2XL. Trời ơi, lộn vô bộ lộn vô bộ pyjama. Lộn vô bộ pyjama. Bông biển size 2XL em chốt cho chị Lê Hằng. Ok chị Lê Hằng. Đẹp quá cả nhà ơi. Bộ này lên giúp giùm em ha. Lên giúp em mã này là mã hồng đất. Em có một bộ một à. Đẹp quá. Hồng đất size 2XL là cả nhà 63kg trở lại ha. 62-63kg trở lại mặc dừa. Chốt em bộ này là mã hồng đất. Có một bộ. Chốt em mã hồng đất. Chị đẹp ơi hồng đất nha. Chốt em hồng đất cả nhà. Hồng đất size 2XL 62-63kg trở lại cả nhà. Chốt em mã hồng đất.
Bộ này tầm khoảng 57 kg đến 62-63 kg là cái chị mặc ok. Chốt em mã hồng đất. Bộ hồng đất đó đẹp quá. Bộ này lên giúp em mã số 10. Mã số 10 em có một bộ size L và một bộ size 2XL. Màu đỏ luôn, lên cái họa tiết khác nha cả nhà. Đẹp quá. Chốt em bộ này mã số 10. Số 10 em có size L 51-52 kg trở lại. Bộ và một bộ size 2XL là 62-63 kg trở lại mặt dừa. Hồng đất em chốt cho chị Lê Thị Bé, ok chị. 130.000 một bộ chị Liên Nguyễn ơi. Số 10 size L em chốt cho chị Nguyễn Thúy Nguyên. Size L này 51-52 kg trở lại nha chị Thúy Nguyên ơi. Cái quần của nó là màu đỏ mận nha cả nhà. Rồi em còn một bộ size 2XL cả nhà. Size 62-63 kg trở lại mặt dừa. 62-63 kg cả nhà chốt giúp em ạ. 10L em hết chị Liên Nguyễn. Em còn 12XL. Em còn 10 size 2XL. Cả nhà lên giúp em bộ này là bộ bông cam. Hồng đất em hết chị Hồng Hạnh Ngô nha. Chị Hồ Hạnh Ngô là chị mua hàng là người khác nhận giùm hả chị? Em chốt cho chị Nguyễn Thúy Nguyên. Chị Nguyễn Thúy Nguyên ơi, chị Nguyễn Thúy Nguyên có lấy size L không? Hay là lấy size 2XL chị? Chị chỉ chỉnh lại size 2XL rồi kìa chị. Rồi size L không biết có lấy không? Size L chị Thúy Nguyên có lấy không? Không lấy thì em chốt qua cho chị Liên Nguyễn. Chị Liên Nguyễn khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em đi chị. Rồi bộ này em có size cho cả nhà mình ha. Size L là 52 kg trở lại và size XL là 56-57 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là bộ bông cam. Em có hai bộ cả nhà. À của chị Nguyễn Thúy Nguyên là hai bộ luôn chị. Chị Hồng Hạnh Ngô ơi, chị đặt hàng mà chị người nhà nhận giùm hay gì đó thì chị nhớ dặn cái người nhận giùm giúp giùm em nha. Nhớ dặn giúp em ạ. Em mới xả một cái đơn của cái chị cũng ở nước ngoài á mấy chị, đặt quá trời đặt luôn. Đặt xong rồi nói là em trai gì nhận giùm đó. Nhắn tin gọi nhắn tin cho hai chị em không có ai trả lời hết trơn. Đợi 3 ngày rồi. Bởi vậy á mấy chị ở nước ngoài thì mấy chị lưu ý giúp em ha. Chắc ăn á thì chốt, còn không á thì mình bỏ qua giúp em nha mấy chị. Lấy không lấy gì cũng không trả lời hết trơn á. Em nhắn tin bên Messenger á thì đọc nhưng mà không có trả lời. Rồi đơn em mới xả ra luôn cỡ chừng 20-30 bộ vậy. Em bán cho cái chị mà ở nước ngoài mà người nhà nhận giùm á. Thật ra bán không có ít đâu mấy chị, bán cũng nhiều lắm, khách nhà em cũng nhiều đó. Cũng được gần cả 5-6 chị, cả chục chị á. Nhưng mà những cái trường hợp như vậy lần sau có mua nữa là em không có bán nha.
Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi, bộ này lên giúp em bông cam ha, bông cam. Rồi qua cái mẫu này đi chị. Không chơi nữa, nhiêu đây được rồi. Và bữa mình lên tiếp. Giờ lên đồ khác. Rồi em offline nha cả nhà ơi. Offline mấy bạn nhà em chốt đơn cho mấy chị luôn nha. Tối em like tiếp nha các chị. Tối lên mango tiếp. Tối lên mango hoặc lên đồ kiểu tiếp nha.